Áo dài Huế không chỉ tôn lên đường nét quyến rũ của người phụ nữ Việt Nam mà còn mang dáng dấp của sự kiêu sa đài các. Có người đã ví bước chân của người con gái khoác lên mình chiếc áo dài xứ Huế là bước chân cung đình. Bởi lẽ, chính hoa văn mỹ thuật cung đình Huế đã tạo ra sự đài các ấy. Giá trị của hoa văn, họa tiết, trang trí của cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bây giờ đã có thêm sức sống mới. Nếu trước đây những họa tiết này chỉ lan tỏa ở dân gian trong lĩnh vực kiến trúc, ẩm thực, thì hơn 10 năm trở lại đây là ứng dụng ngày càng mạnh mẽ ở các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và thời trang, đặc biệt là thời trang áo dài. Đến nay thì đã có rất nhiều nhà thiết kế thời trang, không chỉ Huế mà còn ở Hà Nội thì mình đã vận dụng rồi. Và cái việc mà xuất hiện cái hoa văn trên áo dài Huế là tạo ra một cái phong vị riêng cho áo dài Huế. Và điều quan trọng nhất là nó đến với mọi người rất tự nhiên. Là người con xứ Huế, Khánh Sina hiểu rõ mỹ thuật cung đình Triều Nguyễn. Đây là lợi thế để nhà thiết kế này đưa những họa tiết mang đặc trưng của mảnh đất miền Trung vào những tà áo dài. Và không chỉ có Khánh, ở Huế, nhiều nhà thiết kế trẻ đang có xu hướng phát huy sự riêng biệt này cho những sản phẩm thời trang của mình. Có rất nhiều nhà thiết kế đã sử dụng cái hoa văn này rồi, nhưng mà mình vẫn muốn sử dụng những cái hoa văn đó, tại vì bản thân mình là người Huế, mình cũng muốn giữ cái nét văn hóa của Huế mình trong cái bộ sưu tập của mình.